AK Shop giới thiệu anh em video review hướng dẫn tháo lắp pha đèn led 2 tầng trên dòng xe NAX 2013, 2014 và 2015. Và đây là hình ảnh dòng đèn pha led 2 tầng với hai màu xi màu trắng và chụp xi màu đen. Ánh sáng phát ra chỉ một màu trắng duy nhất 6000 Kelvin. Đây là pha đèn 2 tầng trên dòng xe NAX 2013, 2014, 2015. Các bạn đang xem lúc này là pha tầng màu đen. Pha led 2 tầng màu đen và đây là pha led 2 tầng màu trắng. Khác nhau chỗ lớp xi trong cái phần pha led. Việc tháo lắp vô cùng đơn giản, các bạn chỉ việc tháo cụm đèn pha dính trên xe. Đây các bạn, trước tiên các bạn tháo phần nắp này ra. Trong đây sẽ có hai con ốc và keng ở vị trí này, các bạn tháo ra luôn. Trong này sẽ có hai con ốc, các bạn tháo luôn hai con ốc này. Các bạn lấy nguyên cụm phần trước tay lái này ra. Đây các bạn thấy rõ, lúc này phần trước tay lái đã được lấy ra, các bạn bấm dắt, rút dắt ra. Đây là dắt đèn, các bạn đã rút ra. Thì khi đó phần cụm phần trước tay lái được rút ra hoàn toàn. Và đây là pha đèn zin trên xe, các bạn tháo bốn con ốc ba ke này ra. Các bạn lấy nguyên cụm pha đèn zin ra. Sau đó các bạn tiến hành lắp đặt cụm pha led 2 tầng vào và siết lại bốn con ốc ba ke. Và lưu ý là pha led này sẽ có hai màu với xi màu trắng hoặc là xi màu đen. Trên video mình sẽ lắp cho các bạn xem pha chụp xi màu trắng. Lúc này các bạn tháo được pha 2 tầng zin, xin lỗi, các bạn đã tháo được cái pha zin ra, các bạn lắp pha led 2 tầng vào. Lắp vào các bạn canh đúng vị trí bốn lỗ ốc. Các bạn thấy rõ, khi lắp đúng vị trí thì bốn lỗ sẽ ngay với phần pha led 2 tầng. Các bạn chỉ cần việc lắp lại bốn con ốc ba ke và siết cứng. Rồi sau khi các bạn sẽ cứng, các bạn sẽ lắp đặt nguyên cụm đèn trở lại lên xe. Trước tiên các bạn ghim dắt đèn. Đây các bạn thấy rõ, chỉ cái việc ghim dắt đèn trở lại và gáp nguyên cụm trước tay lái lên xe. Các bạn thấy rõ, nếu gấp đúng vị trí thì tất cả những cái khớp nối này nó sẽ liền như bình thường. Phần trước phần sau sẽ khít lại. Và sau đó các bạn sẽ siết những con ốc ba ke trở lại và các bạn gắn cái phần mũ bên trên. Pha led sẽ có hai màu thì các bạn chọn lựa xi màu trắng và xi màu đen. Vừa rồi trên xe là hình ảnh xi màu trắng. Đây là phần chụp xi màu đen. Ánh sáng phát ra thì một màu duy nhất là màu trắng 6000 Kelvin. Và đây là pha led 2 tầng trên dòng xe NAX 2013, 2014 và 2015. Đây là phía sau của phần pha đèn.
với công suất là 13,5W và 35W. Sau khi các bạn lắp đặt xong, các bạn siết ốc trở lại bình thường. Ta thấy rõ vừa gọi là phần tháo lắp thay thế pha led 2 tầng trên dòng xe NAK 2013-2014. Các bạn chỉ việc tháo cụm pha đèn zin trên xe và đặt cụm pha led 2 tầng trở vào. Các bạn ghim dắt đèn, lắp ráp hoàn chỉnh phần nhựa xe bên ngoài và lúc đó các bạn có thể sử dụng như bình thường. Bây giờ mình sẽ khởi động động cơ và mở công tắc đèn cho các bạn xem rõ. Các bạn mở đèn ở chế độ code, ngăn bên trên sáng. Khi bạn chuyển sang pha, ngăn bên dưới để sáng thêm code pha. Bạn xem rõ đây là mình đã mở pha, trả về code thì một ngăn đèn bên trên sáng. Mở pha, bạn thấy rõ là mở thêm ngăn đèn phía dưới. Đây là ánh sáng tốt. Trên video để bạn review cách tháo lắp để cảm nhận độ sáng thực tế của đèn, các bạn nên test trực tiếp. Còn tham khảo trên video chỉ là tham khảo phần tháo lắp và test đèn cốt pha để cảm nhận được độ sáng thực tế. Chỉ cách duy nhất đó là các bạn test trực tiếp để thấy rõ được độ sáng của đèn. Video review hướng dẫn tháo lắp thay thế pha đèn led 2 tầng trên dòng xe NAK 2013, 2014, 2015. Pha đèn led với hai màu lựa chọn, chụp xi màu trắng và chụp xi màu đen. Đây là phần xi màu trắng và đen. Ánh sáng phát ra chỉ một màu duy nhất là màu trắng 6000 Kelvin. Video được thực hiện bởi AK Shop. Các bạn thấy rõ là chức năng bắt xin đá đèn vẫn đầy đủ,